Hello Betty, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bai Xà. Trong video ngày hôm nay, Y Sà xin chia sẻ với các bạn 5 ứng dụng điện thoại mà mình đang sử dụng và cảm thấy nó cực kỳ hay ho. Tất nhiên là ở cái thời đại mà chúng ta sử dụng điện thoại còn nhiều hơn là cả laptop, thì ngoài cái việc là chơi game nè, xem phim, lướt web, thì cái điện thoại còn là một cái trợ thủ đắc lực, giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong cuộc sống cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà có một lưu ý nho nhỏ, đó chính là mình đang sử dụng điện thoại iPhone, nên là những cái ứng dụng mình sắp chia sẻ nó đều có ở trên cái App Store của iOS, nhưng mà nó có phiên bản trên Android hay không thì mình cũng không chắc. Dù gì thì trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên subscribe kênh của mình nha. Đầu tiên là ứng dụng chỉnh ảnh mình cực kỳ yêu thích, Lightroom. Trước khi mà biết tới Lightroom á thì mình thường dùng VS Code để chỉnh màu cho ảnh. Nhưng mà từ khi chuyển qua Lightroom á thì mình cảm thấy ưng ý hơn và nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn hẳn. Nếu các bạn đã dùng qua phiên bản Lightroom ở trên desktop rồi thì không có vấn đề gì với cái phiên bản điện thoại này cả. Nhưng mà có một đứa low tech như mình á và cũng không quá rành về những cái ứng dụng thiết kế đồ họa thì có hơi tricky một chút. Thường thì mình sẽ download những cái preset có sẵn ở trên mạng về rồi add lên cái ảnh của mình, như thế nó sẽ nhanh và đẹp hơn. Mình thường download những cái preset ở trên cái trang web có tên là công thức màu, mình sẽ để link ở bên dưới description để các bạn tham khảo. Nhưng mà thao tác nó cực kỳ đơn giản. Sau khi các bạn download preset về, mở Lightroom ra sẽ thấy những tấm hình sample. Các bạn vào từng ảnh, ấn vào nút ba chấm rồi chọn create preset, đặt tên cho nó rồi ấn lưu là xong. Lúc chỉnh ảnh thì chỉ cần kéo qua phần preset, chọn mẫu có sẵn là xong. Các bạn cũng có thể tùy chỉnh lại một chút để cái bức ảnh có thể trông hài hòa hơn. Ngoài ra trên YouTube cũng có rất là nhiều bạn hướng dẫn cái cách chỉnh màu trên Lightroom, các bạn có thể tìm theo từ khóa ưng cái màu nào thì có thể làm theo rồi sau đó lưu cái preset đó theo cái cách mình vừa hướng dẫn phía trước. Như đã nói, mình gần như là mù tịch về Photoshop luôn, chỉ biết những cái thao tác cơ bản giống như là cắt ghép hình ảnh thôi. Thế nên Canva gần như là một cái trợ thủ đắc lực của mình. Những cái thiết kế như là YouTube thumbnail nè, cover hay là những cái hình ảnh trên blog và ngay cả CV của mình đều được mình thiết kế ở trên Canva. Điều đặc biệt là vì Canva có những cái template được thiết kế sẵn tùy vào từng nhu cầu, nên là các bạn chỉ cần vào lựa cái thiết kế mà các bạn thích rồi sau đó sử dụng rồi tùy chỉnh theo ý của bạn. Và cái app Canva còn có thêm cái mục là Insta Story để các bạn có thể chỉnh ảnh trực tiếp trên điện thoại rồi sau đó đăng lên cái trang Insta của bạn luôn, rất là nhanh. Ngoài ra thì cái kho hình miễn phí gồm có sticker, những cái frame, những cái khung hình, những cái ảnh động, GIF á cũng rất là nhiều và các bạn tha hồ lựa chọn luôn, dùng thật sự là dùng hoài không hết. Và mình thấy là nó rất là đẹp, rất là trendy, kiểu như là Canva cập nhật xu hướng rất là tốt. Thao tác ở trên điện thoại thật ra rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Mình cảm thấy là cái việc mà di chuyển cái hình ảnh nó cũng rất là mượt và không có gặp cái vấn đề khó khăn gì. Các bạn có thể zoom to và zoom nhỏ cái hình ảnh đó lên để có thể chỉnh sửa và thay đổi thiết kế ở những cái chi tiết nhỏ nhất. Nói chung là với những bạn content creator thì Canva chắc chắn là một cái ứng dụng không thể thiếu trên điện thoại rồi. Evernote là ứng dụng ghi chép mà mình thích mê vì nó quá tiện dụng. Mình là thuộc kiểu hay có những cái ý tưởng bất chợt á, nhưng mà nếu mà mình không ghi chép xuống ngay thì chắc chắn là sẽ quên và không tài nào mà nhớ lại nó được cả. Tất nhiên là không phải lúc nào trong người cũng mang theo cuốn vở hay là cây bút để có thể ghi chép xuống ngay được. Mà cái ứng dụng Note ở trên iPhone thì mình lại cảm thấy nó quá mắc công, vì sau khi mà đánh nó xong thì mình lại phải copy để chuyển lên cái laptop rồi làm việc. Evernote thì tiện hơn hẳn là vì nó có cả phiên bản điện thoại và phiên bản trên laptop. Thế nên là những cái tập tin của bạn đều được lưu trữ trên cloud. Mỗi lần dùng chỉ cần lôi nó ra chỉnh sửa và nó gần như là sync với nhau rất là nhanh. Bạn có thể dùng Evernote để lưu trữ tất tần tật những gì mà bạn muốn, ví dụ như là ghi chép những thông tin quan trọng, chụp hình những cái phong cảnh mà bạn vô tình thấy trên đường, rồi thu âm đoạn hội thoại hay là scan hình ảnh trên tạp chí, sách, rồi báo gì đó. Nói chung rất là đa công năng. Và điểm hay là mình có thể lưu những cái dòng ghi chú đó ở trong một cái folder lớn. Để ví dụ như là mình có một cái folder toàn về những cái món ăn mà mình muốn làm, thì mình chỉ cần lưu những cái ghi chép đó vào trong cái thư mục đó. Từ đó thì khi mà mình tìm kiếm nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cho tới hiện tại thì mình chưa thấy cái ứng dụng ghi chép nào có thể vượt qua Evernote và mình cảm thấy hài lòng với lại cái phiên bản mà mình đang sử dụng. Mình nhiều khi cũng cảm thấy là đã quá già để học thêm một cái ngôn ngữ nào mới, nhưng mà vì tình yêu với các oppa nên là mình vẫn quyết tâm học tiếng Hàn.
nhưng mà chỉ đủ để giao tiếp thôi. Đó chính là lý do mà mình lựa chọn cái ứng dụng Memrise. Vì tiêu chí của cái ứng dụng này là tập trung vào văn nói nhiều hơn là văn viết. Nó sẽ giúp bạn giao tiếp tự nhiên hơn chứ không hề đặt nặng vào những cái giống như là câu cú hay là ngữ pháp. Mỗi bài học đều được hướng dẫn bởi người bản xứ, và điều đặc biệt là với chỉ một từ thôi, bạn có thể nghe được phát âm của rất nhiều người khác nhau, từ nam nữ, già trẻ, lớn bé. 이름이 뭐예요? 제 친구 이름은 미나예요. Nhờ đó mà cái từ hay là cái câu đó nó nghe sẽ xuôi tai hơn, và bạn cũng sẽ kiểu như làm quen được với ngữ điệu của họ khi mà nói cái câu hoặc là cái từ đó. Tất nhiên cũng như bao ứng dụng ngoại ngữ khác thì Memrise cũng có phần kiểm tra rất là nhàm chán, bao gồm nghe nói đọc viết để chúng ta nhớ bài lâu hơn. Ứng dụng chỉ hỗ trợ một phần nhỏ thôi vì tập trung vào cái vấn đề giao tiếp nhiều hơn, nên là để nhớ được mặt chữ cũng như là những cái từ vựng thì các bạn cũng nên tự học và luyện tập ở bên ngoài thì mới có thể sử dụng thành thạo được. Lưu ý Memrise là một ứng dụng trả tiền, nhưng mà mình cảm thấy giá của nó cũng khá là ổn, cỡ khoảng 300.000 cho một năm, và các bạn có thể học tất cả những ngôn ngữ không giới hạn trên ứng dụng đó, thì mình thấy thì cái giá này cũng khá là ổn. Ứng dụng cuối cùng này cực kỳ hữu ích cho những bạn gái. Clues là một cái ứng dụng để các bạn có thể theo dõi cái chu kỳ đèn đỏ của bản thân, dành cho những cô nàng cá vàng giống như mình hay quên, và những cái bạn dễ bị rối loạn cái thời gian rụng dâu hàng tháng đó, có thể keep track rất là quan trọng cho cái sức khỏe của các bạn. Cái điểm mà mình thích nhất của cái ứng dụng này đó chính là sau khi mà chúng ta nhập cái số liệu xong, nó có thể tính toán được cái thời điểm mà chúng ta rụng dâu trong vòng 3 tháng tới. Nhờ đó mà các bạn có thể canh và né những cái ngày đèn đỏ khi đang lên lịch đi chơi xa. Ngoài ra thì cũng có thể dùng để sắp xếp những công việc sao cho tránh được những cái ngày mà rụng dâu á, chúng ta ôm đồm quá nhiều việc dẫn đến cơ thể bị mệt mỏi hoặc là dễ bị stress rồi dẫn đến cáo gắt. Các bạn cũng có thể dùng tính năng này để kiểm tra xem là chúng ta có rụng dâu đều hay không, và nếu tới ngày nhưng mà vẫn cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu gì thì có thể kiểm tra rồi chữa trị kịp thời nếu mà cơ thể thật sự gặp vấn đề. Mình đã dùng cái ứng dụng này chắc cũng phải là 5 năm rồi, và mình thấy cái tính năng dự đoán của nó rất là chính xác. Nếu mà có lệch thì cũng chỉ khoảng cỡ 1-2 ngày thôi, không nhiều. Còn nếu mà lệch nhiều thì mình biết được chắc chắn lúc đó cơ thể mình đang gặp vấn đề rồi, từ đó mình mới tìm ra nguyên nhân để chữa trị. Và đó là 5 ứng dụng điện thoại mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đa phần đều miễn phí và cực kỳ dễ sử dụng, nhưng chắc chắn sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Mình sẽ để thông tin chi tiết của những cái ứng dụng đó bên dưới description để các bạn có thể tham khảo. Video đến đây thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên ấn like, share và subscribe cho mình nha. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye.